Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bùi Minh Thảo, sinh lớp 5A5, trường tiểu học Sông Đà, thành phố Hòa Bình. Hôm nay mình rất vui khi được đại diện cho các bạn học sinh lớp 5A5, trường tiểu học Sông Đà tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến. Các bạn thân mến, sách chính là sản phẩm sáng tạo của trí tuệ và tâm hồn con người và là kho tàng tri thức của nhân loại. Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức mà còn rèn luyện nhân cách của con người, giúp chúng ta mở rộng trí tuệ, làm giàu vốn từ, mở mang kiến thức hiểu biết về nhiều lĩnh vực. Một sách hay cho một điều tốt, một người bạn tốt cho một điều hay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách mà mình vô cùng yêu thích mang tên Thói quen tốt theo tôi chọn đời. Cuốn sách nằm trong bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Bộ sách gồm có 10 cuốn sách. Mỗi cuốn sách là một chủ đề mang tới những câu chuyện thú vị, sinh động, dễ đọc, dễ hiểu, giúp cho chúng ta trở nên yêu tú hơn. Chọn đời gồm có 119 trang của tác giả Trương Cần do dịch giả Bích Phương biên soạn, phát hành năm 2021 của nhà xuất bản Dân Trí. Bìa của cuốn sách là một bạn nam đang đứng trong vườn hoa rất đẹp, rực rỡ màu sắc. Trên tay bạn đang cầm một chiếc hộp chuẩn bị bỏ vào thùng rác. Đây cũng chính là một thói quen tốt để chúng ta cùng bảo vệ môi trường, đúng không các bạn? Cuốn sách bao gồm những câu chuyện ngắn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, giúp chúng mình rèn luyện lối sống, hình thành tư duy khắc phục khó khăn, từ đó xây dựng được mục tiêu và phấn đấu theo cách riêng của mình. Quả con trong câu chuyện tuân thủ nội quy lớp học, liên tục nói chuyện và làm trò khi thầy giáo dê giảng bài. Đây là thói quen xấu của quạ con, vì vậy chúng mình cần phải hình thành thói quen tuân thủ nội quy lớp học và lễ phép với thầy cô giáo các bạn nhé. Câu chuyện biết quý trọng thành quả lao động kể về cậu bé Đạt có thói quen bỏ cơm thừa và lãng phí đổ cơm thừa vào máng nước, cho nên những hạt cơm đã tức giận trừng trị cậu bé. Từ đây mình và các bạn hãy học cách hình thành thói quen biết tiết kiệm, quý trọng lương thực và trân trọng thành quả lao động của người khác. Hay chú chim sáo trong câu chuyện việc mình làm đã ỉ lại, dựa dẫm vào cậu bé trong một thời gian khá dài và không tự mình đi bắt sâu. Kết quả là chú chim sáo đã chết vì đói. Các bạn thấy đấy, dựa dẫm vào người khác là một thói quen xấu, phải không các bạn? Chúng mình hãy cùng làm việc phù hợp với bản thân, không nên ỉ lại, dựa dẫm vào người khác nữa các bạn ạ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải biết tôn trọng người khác và lịch sự với mọi người. Đừng như quạ con trong câu chuyện, quy tắc khi đi dự tiệc. Chỉ vì muốn nổi bật, quạ con đã phá hỏng buổi tiệc cưới của người khác, khiến mọi người rất khó xử, để quạ mẹ phải liên tục nói lời xin lỗi. Thân mến, mỗi câu chuyện không chỉ giúp cho chúng ta có được nhiều bài học bổ ích mà còn giúp chúng mình không ngừng nâng cao năng lực của bản thân. Vì vậy, mình và các bạn hãy cùng hình thành những thói quen tốt từ những việc làm nhỏ nhất nhé. Các bạn đã bao giờ nghe câu bạn là trung bình của 5 người bạn mà bạn dành thời gian với họ nhiều nhất chưa? Nếu như bạn bè xung quanh bạn chỉ thích chơi và bỏ bê việc học hành, thì bạn cũng có thể như vậy đấy. Nếu như những người bạn của bạn luôn chăm chỉ học hành và thích đọc sách, thì đó là cơ hội rất tốt để bạn trở thành trung bình của 5 người trên, đúng không nào? Chúng ta học hỏi từ mọi thứ xung quanh, bạn bè, cha mẹ và môi trường sống. Chúng ta luôn học hỏi từ những thói quen của nhau. Một người bạn tốt cho một điều hay, một cuốn sách hay cho một điều tốt. Vì vậy, hãy đưa việc đọc sách trở thành thói quen hàng ngày của bạn. Mỗi một cuốn sách luôn ẩn chứa những từ ngữ, những ý tưởng, những tư duy và những lời khuyên để đời mà chúng ta cần phải học tập. Vốn từ ngữ của bạn sẽ được mở rộng thông qua việc đọc sách. Khi đọc càng nhiều, bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức và học được cách diễn đạt, kể chuyện thu hút người nghe nhờ khả năng tư duy với vốn từ ngữ phong phú và ấn tượng. Đồng thời, khả năng viết cũng tiến bộ rõ rệt. Càng hiểu biết nhiều, bạn càng được trang bị tốt để vượt qua bất cứ thử thách nào trong cuộc sống. Đọc sách là cách luyện tập tốt nhất cho bộ não của bạn. Đây là một hoạt động mà bạn cần phải làm thường xuyên, cũng giống như thói quen bạn tập thể dục mỗi ngày. Vậy nên, chúng mình cần sắp xếp thời gian để việc đọc sách trở thành thói quen mỗi ngày các bạn nhé. Riêng hành động cầm thói quen
thêm do tính cách gặp số phận. Các bạn ạ, có rất nhiều những câu chuyện hay và ý nghĩa trong cuốn sách Thói quen tốt theo tôi chọn đời. Các bạn hãy cùng tìm đọc và chia sẻ với mọi người nhé.